Câu thứ hai, các Phật tử hỏi rằng: con kính bạch Thầy, con là Ngô Thị Hảo. Nay con xin kính mong Thầy giúp cho gia đình con một vài việc như sau. Ngôi nhà con đang ở đã mua từ năm 2003. Ở một thời gian thì con thấy người ta bảo là đây là đất giữ. Đến mấy tháng gần đây con tự dưng bị ốm nặng, bác sĩ chẩn đoán là lao phổi, phải có người chăm nom. Trong lúc con nằm ngủ trên giường bệnh thì đứa cháu con nhìn thấy có một vong linh lao vào cắn xé giằng kéo con. Con đã đi nhờ Thầy cúng, nhưng đứa cháu con vẫn nhìn thấy vong đấy. Hiện nay bệnh của con càng ngày càng nặng thêm, con phải nằm viện, còn cả nhà con thì không ai dám về ngôi nhà kia nữa. Vì thế con kính mong Thầy cứu giúp con thoát khỏi cơn hoạn nạn này. Con phải làm như thế nào bây giờ ạ? Con cảm ơn Thầy. Ở cái trường hợp này, Thầy khuyên là nên gì? Nên thỉnh một vị sư đến gia đình để đến tại cái nhà này và quy y cho cái vong linh ấy. Và sau khi quy y xong thì phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 21 ngày, 21 bộ kinh Địa Tạng. Ngày đêm mở cái băng giảng, mở 102 bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất lên trên ban thờ nhà mình. Cứ mở như vậy cả ngày cả đêm cho họ nghe. Qua 21 ngày, nếu đúng cái trường hợp là gì? Đất cát giữ do vong linh, thì họ hoan hỷ, họ đi thoát hóa đầu thai. Đem cái công đức tụng kinh 21 ngày, ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày một bộ đó, tức là cả quyền thượng, quyền trung, quyền hạ một ngày đó. Đem cái nước mà vẩy khắp ở đất cát nhà cửa đó và nói với cái vong linh ấy rằng thôi thì mình chẳng biết là gì, cứ xưng là tôn xưng các vị là các cụ đi. Hoan hỷ cho gì chúng con thì người trần mắt thịt, gì không biết được nơi này là cái nơi mà các ngài đã, các cụ đã gì ngự từ lâu. Là từ lâu nay chúng con gì, do bây giờ cái xã hội nó phát triển, vân vân, đất cát, nhà cửa, mọi cái, chúng con người trần mắt thịt làm cũng không nhìn thấy, cho nên nay biết là mạo phạm thì xin nhất tâm sám hối. Phát nguyện thì thỉnh Thầy về tụng kinh quy y cho các cụ và đem 21 ngày ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày một bộ này để hồi hướng, cầu nguyện chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng gia trì và dùng thần lực phóng đại quang minh tiếp dẫn cho hương linh của cụ sớm được sinh về gì cõi lành, và mình thờ phụng cho người ta cẩn thận. Thầy nghĩ là ổn thôi, nếu mà do tâm linh như vậy là ổn thôi. Nếu mà cái trường hợp này ở gần khu vực quanh Hà Nội đây ấy, thì hôm nào đi lên chùa thì Thầy sẽ cho một sư ông đi xuống để làm lễ quy y cho. Trường hợp này phải đến quy y thì mới được, không đến quy y thì không được đâu. Đó, thì trường hợp này thì Thầy khuyên như vậy. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi rằng: con bạch Thầy, con có một người bạn kể cho con nghe về việc bạn ấy mơ đi mơ lại về một ngôi chùa cổ kính mà bạn ấy chưa nhìn thấy bao giờ. Ngôi chùa đó rất đẹp, rất xa và rất đẹp. Bạn ấy nói lúc nào trong tâm trí bạn ấy cũng có Phật. Mỗi khi gặp khó khăn hay buồn phiền gì trong cuộc sống, bạn ấy đều niệm Phật. Nhưng không biết vì lý do gì mà bạn hay mơ về ngôi chùa đó ạ. Con xin Thầy cho con biết lời khuyên. Chắc chắn vị này trước đây đã là một vị tu sĩ ở ngôi chùa này. Nay nếu chưa có gia đình thì nên khuyên vị này gì? Nên xuất gia để tìm lại cái gì? Cái bản nguyện của mình trước đây đã làm chưa thành, tức là còn dở dang đó, thì sẽ tốt hơn. Nếu có gia đình rồi thì thôi thì bó tay thôi. Có gia đình rồi thì bây giờ phải lo cho gia đình và nên quy Tam Bảo và trở thành một Phật tử tại gia, nhưng phát nguyện hộ pháp cho chữ tăng chân chính để hoằng pháp lợi sinh thì cũng sẽ tốt. Nếu chưa có gia đình, Thầy khuyên trường hợp này nên xuất gia thì sẽ tốt hơn rất là nhiều so với ở gia đình, so với ở lại tại gia để lập gia đình. Câu hỏi nữa, Phật tử hỏi là: con bạch Thầy, Thầy giúp con với ạ. Năm nay con 14 tuổi, có đi theo gia đình vào chùa gần nhà để lễ. Con đã chót lấy trộm tiền mặt
đặt trên ban thờ đi mua bánh ăn. Gia đình con không ai biết việc này ạ, nhưng sau này lớn lên, con càng ngày càng ý thức việc đó là vô cùng sai trái. Bây giờ con muốn sám hối và tạ lễ hay làm thế nào để chuộc tội lỗi của mình? Bây giờ ạ, mong Thầy chỉ dẫn cho con. Con xin cảm ơn Thầy. Có một bạn nói rằng ngày xưa, năm nay đã 14 tuổi, ngày xưa còn bé bé đi lễ với bố mẹ, có trộm mấy đồng tiền lẻ để mua kẹo ăn. Bây giờ 14 tuổi đã biết rồi và thấy đó là một điều rất là tội lỗi và không biết làm cách nào. Thì cái trường hợp này thì khuyên bạn này nên nên đến chính cái ngôi chùa ngày xưa mình lễ ấy và thành tâm quỳ xuống và đối trước Tam Bảo và sám hối, bày tỏ tất cả những cái tội lỗi của mình trước đây ra với Đức Phật, với Tam Bảo và nhất tâm xin sám hối. Và nếu có thì có thể gì? Bạn này có thể dành dụm lại cái số tiền mà cha mẹ cho mình để ăn quả sáng hay là để làm cái gì đó cho bản thân. Mình có thể gì? Dành dụm lại với cái số tiền gấp 10 cái số tiền ngày xưa. Gấp 10. Các cụ ngày xưa thường nói là của Phật mất một đền gì? Đền 10 mà. Ví dụ ngày xưa lấy 10.000 thì bây giờ gì? Nên lấy 100.000. Đến đó thì cứ thành tâm thôi. Nếu ngại thì cứ vào thành tâm lễ Phật sám hối, xong rồi đem cái tiền đó bỏ vào hòm công đức và nói là thôi ngày xưa con còn nhỏ, con còn dại, con chưa biết cho nên con khởi ra cái tâm xấu ác như thế, nay con biết rồi, con ăn năn nhất tâm sám hối, kính nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư, chư hộ pháp thiện thần, già lam chân tể, các vị hộ pháp chứng minh và gia trì cho con, chứng minh cho con nhất tâm sám hối và làm cái điều đó. Rồi nếu mà được nữa thì em bé này nên phát nguyện, nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng đấy, khoảng 21 ngày, 49 ngày, khoảng 100 ngày, nếu được một năm nữa thì càng tốt. Thì càng tốt thì chắc chắn những tội lỗi đó sẽ không còn một chút nào nữa. Một câu hỏi nữa, bạch Thầy, con là Diệu Tâm, Ngô Thị Kim Nguyên, con đến từ Thái Nguyên, con muốn thỉnh Thầy một việc như sau. Gia đình con nhờ Thầy cúng bốc bát hương, dán bùa ở trên bát hương thổ công, bốc bốn góc nhà nữa. Từ đó đến nay con, tâm trạng con không thoải mái, ăn không ngon, ngủ không yên, con nhờ Thầy giúp con. Cái trường hợp này thì Phật tử này nên ra một mấy chùa gần đấy, có các quý Thầy Thái Nguyên, bây giờ có rất nhiều các quý Thầy, rất nhiều các sư. Có thể nên ra chỗ Thầy ở Thái Nguyên, ra chỗ Thường tọa Nguyên Thành là trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên, là bạn cùng học với tôi. Ra đó có thể nhờ Thầy cho đệ tử và Thầy bốc lại cái bát hương cho, nhờ Thầy bốc lại cho. Thì mà xuống đây thì nó xa quá. Hoặc là ở chùa gần nhất mà có các sư trụ trì, nên ra nhờ các sư bốc lại bát hương cho thì để yên tâm. Đến làm lễ cho nữa thì yên tâm. Ý thứ hai, Phật tử là con có một đứa cháu, lúc sinh ra cháu khỏe mạnh bình thường, nhưng đến khi sinh nhật một tuổi, sang tuổi thứ hai, cháu có biểu hiện mặt cứ ngước lên trời, chân không muốn xuống đất, đang trị liệu đông y, Thầy giúp con. Cái trường hợp này cứ làm cái vấn đề tâm linh lại đấy đó. Có thể mà gặp ông Thầy phù thủy á, thì nó cải âm binh và gia đình nhà mình, cái trường hợp này cũng có thể xảy ra. Giống ở Sơn Đông này, mấy năm trước, đi gia đình nhà Phật tử ở đây này, không phải ngày đó chưa phải Phật tử, theo cái ông Thầy ở trên Sơn Lộc, nó cải âm binh, nó bắt cho, lúc đầu là nó bảo đi theo lập điện thờ phủ, theo điện thờ phủ rồi cuối cùng thì không có tiền để đi theo hàng tháng. Cuối cùng nó làm cho thì bà vợ thì ông chồng thì điên điên khùng khùng. Ông chồng điên rồi chưa hết, nó làm cho đứa con lớn nó tự nhiên là cứ đêm đêm xuống là gì? Là hò hét, là kêu la. Thậm chí cái ông Thầy phù thủy nó ác đến nỗi cái đứa trẻ mới sinh được có mấy tháng tuổi, nó làm cho cứ chiều chiều tối lại là chết thâm tím lại, không thở được thâm tím lại. Thế cuối cùng mò sang đây, gia đình đưa sang đây, ngay ở xóm Đình đấy này. Đưa cái ông chồng sang đây thì nó một hồn hồn ma ba hồn quỷ, chẳng có hồn người nào nữa cả. Đưa đây đờ đờ nên không biết cái gì nữa. Thế cứ bảo tôi làm lễ, cứ bảo tôi sang nhà để giải điện. Tôi bảo không, cứ phải sang đây, bao giờ thì tôi thấy đủ duyên đã, tôi mới giải điện cho. Đủ duyên đã tôi mới sang nhà cho. Thế là cứ sang đây thì người nhà cứ đưa ra sang đây, cứ đờ 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 đến. Tôi bảo
đờ đẫn cũng phải gì, bắt nó phải cầm cái chổi nó quét cái sân chùa. Mấy ngày đầu người nhà cầm cái chổi, cầm tay nó để phải cầm cái tay nó để đưa cái chổi đi thế này, nó yếu đến nỗi như thế. Nhưng mà tôi bắt vẫn phải làm, yêu cũng vẫn phải làm. Tội tự gây thì bây giờ mình phải tự gì, tự tu phúc để diệt tội, để tăng trưởng công đức lên. Chứ mình bây giờ mà đi sang mà giải điện cho nhà nó thì chẳng khác gì hai bên đánh nhau. Giữa ông thầy phù thủy và ông thầy chùa đánh nhau, dùng pháp để đánh nhau. Mà tôi thì không bao giờ làm cái điều đó. Cho nên là tôi bắt là người nhà cứ đưa sang. Đưa sang đến mấy tuần thì nó mới tỉnh tỉnh hơn. Nó cứ tỉnh dần và đầu tiên là người nhà phải cầm tay nó để đưa cái chổi đi. Nhưng bắt phải làm. Xong dần dần nó tự cái chú ấy có thể cầm chổi để quét được. Và mấy tháng sau tôi bảo gì? Cái trường hợp này phải 6 tháng sau mới có thể khỏi được. Và đúng 6 tháng sau nó khỏi thật. 6 tháng sau thì tự nhiên là khỏi. Mà khi khỏi rồi thì chồng cũng khỏi, con cũng khỏi, hai đứa con thì đều khỏi. Hình như vợ bây giờ đang bán hàng ngoài này hay sao? Tôi nghe nói như thế, hình như vậy. Đó, lâu lâu rồi tôi cũng không thấy đến chào tôi nữa. Mà tôi thì thường thường thì mà đến chào thì mình có tiếp đâu. Đến vài lần là người ta thấy không tiếp, người ta cũng chán, người ta cũng thôi, người ta cũng chạy nốt. Nhưng mà thôi thế thì nó hay hơn. Làm ơn mà nhận ơn của người ta thì mình sẽ gì? Sẽ không bền. Làm ơn đối với người ta mà mình gì? Mình không nhận cái ơn của người ta thì đó mới gì? Nó mới bền. Phật dạy như thế. Tôi cũng lắm khi nó cũng kiểu như là nó cứ